cây nó ngã ngược vậy á, chị cho ngã ngay máy ảnh luôn nè, ở đây nè, ngay máy ảnh nè, bùm. Máy ảnh
sưng hả? Hết hả? Rồi giờ xe cõi xong rồi nha cả nhà. Rồi giờ cũng đúng 11 giờ trưa luôn á. Giờ ăn cơm, nghỉ ăn cơm xong rồi 1 giờ chắc bao bì tiếp. Rồi ở đâu lót đường, lót đường cho xe tăng ra. Đó, xe tăng này đây, bắt cầu cho xe tăng ra nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Tại tối trời mưa đó. Đấy là nó lún là tốn kém dữ dằn nữa đó, những xe cẩu ra lỗ luôn. Đó. Xe tăng đang đậu á. Lót đường đây là đây lót đường đó, đường xe tăng chạy nè. Đó, chiếc xe tăng động á. Trời cũng ôi ui rồi đó. Đây là ông lái xe tăng đó. Hello. Thằng cưa lôi nè, đó xe tăng lôi nè. À gì em đi tải đạn đó, cho các anh đi hành quân. Đó. Đó. Đường mở đường. 11 giờ nè. Chưa ăn cơm nước gì luôn. Có gì đâu. Xe chứ có gì đâu. Xe nó có gì. Xe chạy mạnh mà. Có gì chỉ ra. Ra đường nó đây làm thợ đối với nhân luôn, nhân mặt luôn, chưa ăn gì hết.